Châu Phi có phần bí ẩn trong mắt mọi người, con người ở đây sống rất phụ thuộc vào thiên nhiên. Do khan hiếm nước mưa cục bộ, cảnh lễ hội bắt cá khiến cho người ta cảm thấy thổn thức. Một cái hồ nhỏ bị người ta quét sạch trong vòng mười mấy phút. Vậy việc người Châu Phi ăn cá thực sự khó đến vậy sao? Bạn có thể tin rằng họ có thể đào ra cá sống trong đất. Đây rốt cuộc là hoạt động gì vậy? Chào mừng bạn đến với May on Ice để trò chuyện về động vật. Ông chú đó đang cầm một dụng cụ đào cá trên mặt đất khô nứt, không thể tìm thấy một chút nước ở đây. Chỉ đào một vài sẻng thì tìm thấy một bãi bùn. Sau khi ông ta mở khối bùn này ra, mắt mọi người sáng lên. Đồ vật được bọc bên trong quả nhiên là một con cá sống. Tiếp theo, ông chú còn hăng hơn, trên mặt đất nứt nẻ này lại đổi sang đào ở một nơi khác. Xúc cái sẻng xuống dưới đất, quả nhiên lại tìm thấy một khối bùn như vậy. Trong khối bùn đó cũng không ngoại lệ, lại là một con cá sống. Đào ra một con cá trên mảnh đất khô cằn, mọi người nhìn mà ngây ra. Không phải tất cả các loài cá đều sống dưới nước sao? Loài cá mà mọi người thường nuôi, thậm chí cần được cung cấp oxy mới có thể đảm bảo tỷ lệ sống của nó. Loài cá được chiều chuộng như vậy, vậy tại sao nó lại ở trong bùn? Trên mảnh đất này, khô đến nỗi mà có thể hất bụi bặm lên được. Ông chú này, chưa đầy một hồi đã thu hoạch đầy. Mặc dù anh ấy rất vui vì điều đó, nhưng anh ấy dường như coi đó là điều hiển nhiên. Có vẻ như đây là hoạt động hàng ngày của họ. Hóa ra những con cá mà ông chú này đào được gọi là cá phổi, được xem là kẻ mạnh thật sự của Châu Phi. Cá phổi, theo tên mà biết, nó là một loài cá có phổi, thay vì nói nó là một loài cá, chi bằng nói nó là một loài lưỡng cư. Sau nhiều năm tích lũy và tiến hóa lâu dài, nó đã tiến hóa thành hai bộ hệ thống thở. Vừa có thể thở bằng mang, vừa có thể dùng phổi để thở. Do khan hiếm nước mưa cục bộ ở Châu Phi, mỗi khi mùa khô xuất hiện, cá phổi chui xuống bùn và bị mù mắt. Toàn bộ cơ thể của nó sẽ tạo thành hình cầu, tiết ra chất nhờn và quấn người lại, không ăn không uống, vẫn luôn chờ đợi mùa mưa của năm sắp đến. Cá phổi sẽ thức dậy và trồi lên khỏi mặt đất, từ đó có được một cuộc sống mới. Nó có thể sống đến 4 năm trong tình trạng không có nước. Người dân Châu Phi thường dùng phù sa để xây nhà. Khối bùn bọc cá phổi đôi khi được trộn lẫn trong đó, xây vào tường, cá phổi vẫn có thể tồn tại. Nếu trời mưa, chúng sẽ thức dậy và thoát ra khỏi bức tường bùn. Để thích ứng với sự thay đổi của môi trường tự nhiên, những tác này của cá phổi quả thật là quá tuyệt vời. Nhưng dù loài cá có lợi hại đến đâu thì con người cuối cùng vẫn đứng đầu trong chuỗi thức ăn. Nhiều con cá phổi vẫn không thể thoát khỏi nạn đánh bắt cá ở Châu Phi. Mọi người thường đến nhiều nơi phù sa khác nhau để tìm kiếm chúng. Nơi có cá phổi sinh sống, hầu hết đều ở trên các hố bùn, một lỗ nhỏ để đảm bảo hô hấp cho cá phổi. Vì thế bất luận là nó ẩn nấp sâu đến đâu, vẫn luôn bị người Châu Phi tìm thấy. Điều này so với việc đánh bắt cá ở sông hay biển dễ hơn rất nhiều, vừa an toàn, vừa thuận tiện. Nơi đây đã từng là một con sông, nhưng bây giờ nó vẫn còn một chút bùn. Mọi người chỉ thuận tay vén một bãi cỏ, bên trong quả nhiên ẩn nấp rất nhiều cá. Nhìn đến nỗi mà May on Ice muốn thử đi nhặt cá. Cảnh tượng này nhìn thật sự khoan khoái. Loài cá sống không dễ dàng, cá phổi sinh tồn dài nhất đến 400 triệu năm trên trái đất. Nhưng không ngờ rằng, sự nguy hiểm lớn nhất lại là người Châu Phi. Thế giới, đầy những điều kỳ diệu, sự giác ngộ mà quá trình ngủ đông của cá phổi đem đến cho chúng ta rất đáng để suy ngẫm. Hãy thử suy nghĩ, nếu như loài người cũng có thể có được trạng thái ngủ đông, vậy thì sẽ như thế nào? Được rồi, cảm ơn mọi người đã cùng May on Ice trò chuyện về câu chuyện động vật. Hoan nghênh mọi người động viên, hãy nhấn like cũng như để lại lời nhắn cho tôi. Rất mong được gặp bạn lần sau. Tạm biệt.